Hôm nay 31 tháng 10, bảng giá mới theo điều chỉnh của quyết định 79 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi tính các nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, bồi thường đất cùng các phí và lệ phí liên quan đến đất đai sẽ chính thức có hiệu lực. Bảng giá này có nhiều điểm mới và được đánh giá là có tiếp thu như giảm khoảng 20 đến 25% so với dự thảo ban đầu nhưng vẫn tăng từ 4 đến 38 lần so với bảng giá trước đây tùy theo từng vị trí. Bảng giá điều chỉnh sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các giao dịch và nghĩa vụ tài chính liên quan lĩnh vực đất đai tại thành phố này.